Cuộc giao tranh Nga-Ukraine đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết ở phía đông Ukraine. Mới đây, Ukraine cho biết nước này đã tìm ra gót chân Asin trong hàng rào phòng thủ của Nga ở sông Dnipro và đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công đổ bộ quy mô lớn ở bờ đông. Theo quân đội Ukraine, gót chân Asin trong hàng rào phòng thủ của Nga ở sông Dnipro nằm ở bán đảo Kinburn, một vùng đất ở cửa sông được tạo thành bởi sông Dnipro và sông Bắc đổ ra biển đen. Trước khi xung đột nổ ra, đây là một khu du lịch sinh thái nổi tiếng hiện do quân đội Nga kiểm soát. Các nhà quan sát nhận định Ukraine có thể có kịch bản tấn công chấp nhoáng vào hàng phòng thủ của Nga ở sông Dnipro. Tuần trước, Quân đội Nga đã rút khỏi Kherson và lui về bờ đông sông Dnipro với việc củng cố các vị trí phòng thủ và mở rộng phòng tuyến thêm gần 100 km. Theo tướng Ukraine Dmytro Matsenko, quân đội Ukraine hiện đang có kế hoạch tiếp tục thúc đẩy tiến công trên mặt trận Kherson bằng cách đổ bộ ở bờ sông Dnipro. Hiện điều này sẽ chưa thể xảy ra cho tới khi Kyiv xây dựng đủ lực lượng và trang thiết bị. Các nhà phân tích và các chuyên gia quân sự thận trọng đánh giá Ukraine sẽ phải mất một vài tháng để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho một chiến dịch tấn công đổ bộ quy mô lớn ở bờ đông sông Dnipro. Bởi vì đây sẽ là chiến dịch khó khăn nhất từ trước đến nay trong cuộc xung đột của quân đội Ukraine. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine được dự đoán là sẽ còn căng thẳng và kéo dài tới năm 2023. Xét về tương quan lực lượng giữa hai bên ở thời điểm hiện tại, thì dường như cả phương Tây và Ukraine đều đã chủ quan khi đưa ra những nhận định đánh giá thấp về kho vũ khí và năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga. Trên thực tế, dường như Nga đã chuẩn bị khá kỹ trong nhiều năm cho cuộc chiến này. Vào giữa tháng 10 năm 2022, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ước tính kho tên lửa đạn đạo và hành trình của Nga đang cực kỳ thấp. Ước tính đó của Ukraine là dựa trên kho tên lửa của Nga vào thời gian đầu của cuộc xung đột quân sự Ukraine-Nga. Tình báo Mỹ cũng đã có sự tính toán nhầm. Ngay sau khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu, tình báo Mỹ cho rằng Nga sẽ hết tên lửa Kalib vào ngày 20 tháng 3, song trên thực tế lại không phải như vậy. Theo các nguồn tin khác nhau, Nga sử dụng khoảng 90 tên lửa hành trình và UAV cảm tử để tấn công cơ sở hạ tầng và các trung tâm chỉ huy liên lạc của Nga vào ngày 15 tháng 11. Tiếp đó vào ngày 17 tháng 11, Nga lại mở thêm một đợt không kích nữa cũng sử dụng tên lửa và UAV. Ngoài đánh giá thấp kho vũ khí ban đầu, giới chức phương Tây còn nhầm trong đánh giá về năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga sau khi hứng chịu các lệnh trừng phạt nặng nề của phương Tây. Vào tháng 10 năm 2022, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Wally Adeyemo tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đang cản trở năng lực của công nghiệp quốc phòng Nga trong sản xuất vũ khí cũng như thay thế các vũ khí bị phá hủy trong xung đột vũ trang. Trên thực tế, Nga dường như vẫn nắm vững thế chủ động về tiềm lực quốc phòng bất chấp việc phương Tây áp đặt vô số các lệnh trừng phạt cấm vận lên nước này không loại trừ khả năng Nga đã tính toán và lên kế hoạch trước về một chiến dịch quân sự của hiện tại và bắt đầu xây dựng kho tên lửa dẫn đường chính xác từ nhiều năm trước. Ngoài ra, trong vài năm gần đây, ngành công nghiệp vũ khí Nga đã tuân thủ sắc lệnh của tổng thống Nga là cấm sử dụng các linh kiện nước ngoài. Do vậy, Nga thực sự đã chủ động với nguồn nguyên liệu sản xuất vũ khí trong nước. Đánh giá của phương Tây về tác động mạnh của các lệnh trừng phạt lên hàng vi điện tử xuất khẩu sang Nga có thể phần lớn chỉ là mong muốn chủ quan. Dường như Nga đã dày công chuẩn bị cho một cuộc xung đột vũ trang kéo dài. Hiện nay, đã có những bằng chứng cho thấy có thể cả Mỹ và khối quân sự NATO đã sai khi đánh giá ban đầu rằng Nga sẽ không thể chiến đấu dài lâu trước một nước Ukraine được vũ trang hạng nặng và được cung cấp đầy đủ các mặt bởi lẽ, không phải ngẫu nhiên mà một số quan chức Mỹ đã bắt đầu cổ suý cho việc Ukraine cần phải đàm phán hòa bình với Nga trước bối cảnh Ukraine khó giành lại lãnh thổ thông qua vũ lực. Trong buổi trả lời báo chí ngày 21 tháng 11, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết Nga không tìm cách thay đổi chính phủ hiện tại ở Ukraine. Ông cũng bày tỏ tin tưởng Moscow sẽ đạt được các mục tiêu tại Ukraine. Cụ thể, ông Peskov khẳng định Nga không coi sự thay đổi chế độ ở Kiev là một trong những mục tiêu trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh Nga quyết tâm đạt được các mục tiêu ở Ukraine bằng nhiều phương pháp và nhiều hình thức khác nhau. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, ông Konstantin Kosachev đưa ra giả thuyết rằng quan hệ giữa Moscow và Kiev chỉ có thể bình thường hóa sau khi có sự thay đổi lãnh đạo ở Ukraine. Ông cho rằng chính phủ hiện tại ở Kiev thiếu linh hoạt và bị ràng buộc bởi các hành động và hệ tư tưởng trước đây. Hồi tháng 7, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Nga không có kế hoạch thay đổi chế độ ở Ukraine. Ông nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine là giải phóng người dân thoát khỏi chế độ hoàn toàn phản nhân dân và phản lịch sử. Ngày 21 tháng 11, phát biểu tại phiên họp thường niên lần thứ 68 của Hội đồng Nghị viện NATO ở Madrid, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố xung đột giữa Nga và Ukraine có thể sẽ kết thúc bằng các cuộc đàm phán. Đó là lý do tại sao Kiev cần được cung cấp thêm vũ khí. Tất cả chúng ta đều muốn cuộc chiến này kết thúc. Nó sẽ kết thúc ở một giai đoạn nào đó trên bàn đàm phán. Nhưng chúng ta cũng phải biết rằng kết quả của những cuộc đàm phán đó hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh trên chiến trường. Theo Tổng thư ký NATO, giải pháp chính trị hòa bình duy nhất là hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông cũng cho biết các thành viên NATO phải chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ Ukraine trong một thời gian dài, đồng thời kêu gọi các nhà lập pháp viện trợ nhiều hơn cho Kiev. Nếu chúng ta muốn một kết quả có thể chấp nhận được đối với Ukraine, cái tốt nhất là cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thư ký NATO cũng thừa nhận rằng sự hỗ trợ này có giá đối với các thành viên NATO. Ông cho biết ở các quốc gia NATO, nhiều người phải đối mặt với khủng hoảng chi phí sinh hoạt, hóa đơn năng lượng và thực phẩm đang tăng lên. Đây là thời điểm khó khăn đối với nhiều người. Tuy nhiên, người đứng đầu NATO lập luận rằng các nước phương Tây sẽ phải trả cái giá đắt hơn nhiều nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine. Mặt khác, ông Stoltenberg cũng cảnh báo rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu đánh giá thấp Nga bởi Moscow vẫn duy trì năng lực quân sự đáng kể và số lượng binh sĩ lớn. Trước đó, Nga nhiều lần khẳng định Nước này sẵn sàng đàm phán để giải quyết vấn đề với Ukraine, đồng thời cáo buộc Kiev không sẵn sàng đối thoại và cố tình đưa ra các điều kiện đối thoại phi thực tế. Nga mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ và NATO tiến hành chống lại nước này. Moscow cũng chỉ trích việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều đó chỉ kéo dài chiến sự và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Mới đây, giới chức Nga nhấn mạnh, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA nên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nêu tên kẻ đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo Bộ Quốc phòng Nga, khoảng 30 quả đạn đã nã vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào cuối tuần qua. Moscow cho biết rõ ràng các quả đạn xuất phát từ thị trấn Maganet do Ukraine kiểm soát, nhưng không hiểu sao IAEA đã không nêu bất kỳ cái tên nào gây ra vụ nã đạn đó. Nga đã kêu gọi IAEA thực hiện đúng công việc của mình là phải thừa nhận rằng vụ pháo kích đến từ phía Ukraine. Ngày 21 tháng 11, Phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, Ban thư ký chia sẻ mối quan ngại của Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi và cùng ông kêu gọi tất cả các bên ngừng bắn xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ tháng 2 Rosatom cảnh báo các thùng chứa nhiên liệu đã qua sử dụng bị hư hỏng, có nguy cơ giải phóng chất phóng xạ vào khí quyển với những hậu quả khó lường. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đều nói rằng IAEA nên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc tế của mình và nêu tên kẻ đã tấn công nhà máy Zaporizhia.